Chào mừng các bạn đã đến với kênh của Hưng Channel. Hôm nay mình lại quay lại với một video clip liên quan tới game Mini World. Và hôm nay chúng ta sẽ làm gì? Rồi, không loay hoay và linh tinh nữa, chúng ta sẽ bắt đầu vào chủ đề chính luôn. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn làm một cái gọi là một cái máy bán hàng với lại một cái hồ nước nóng. Rồi, chúng ta sẽ bắt đầu thôi. Đầu tiên các bạn lấy cho mình một cái khối này. Các bạn đặt khoảng 3 block ngang và 3 block dọc nha các bạn. Rồi, như vậy rồi. Các bạn thích thì các bạn có thể làm bự hơn, còn cái này mình thấy làm nhỏ thì có vẻ tốt hơn đó. Rồi, đặt luôn. Các bạn đặt cho mình lắp hết phần này. Cái này rất là tốt cho sinh tồn luôn nè. Nếu như mà bạn nào thích chơi sinh tồn á thì bạn đó có thể, và thay vì sinh tồn thì mỗi lần mình đều vào, mình phải quay về nhà lên mở từng cái room ra lấy đồ ăn, nhưng mà cái này sẽ giúp các bạn làm hết tất cả cái chuyện đó mà không cần làm gì hết, chỉ cần bấm nút một cái là bạn ra luôn rồi. Rồi mình lấy cho bạn bộ rồi. Rồi mình sẽ bỏ 64 cái đồ gà lên trước nha. Vô giờ mình sẽ tìm cách để đặt cái này lên. Rồi đặt lên rồi, kiếm bộ đây. Alo, mình làm nha. Kiếm bộ đây, nó tinh thảm bỏ lên. Ồ, cái này hình như cũng bỏ được rồi. Để mình đi kiếm được cái miếng khác. Các bạn có thể bỏ bất cứ miếng gì để nó nha. Cái đó chỉ làm cho đẹp thôi. Các bạn có thể bỏ bất cứ miếng gì để nó. Để mình đi kiếm cái miếng nào đẹp đẹp vậy. Cái này cũng thay thế cho cái này. Rồi, mình lấy miếng nhầm rồi dẫn nè. Rồi, các bạn muốn làm màu khác cũng được, không cần giống mình thôi. Mình sẽ lấy một cái nút để bấm cho nó ra. Anh em nó hơi nhiều bạn, lúc nào cũng nghe cái miệng nó tiêu liền. Ồ, bắn loạn đi đâu vậy? Rồi, chúng ta sẽ bắn thử nha. Ôi, nó bắn ra làm sao bạn? Không biết mình làm sao nó bắn ra làm sao nè. Ồ, chắc là tại cái đầu nó chỉ ra làm sao. Thôi để mình đọc lại coi. Ủa, mình thấy rõ ràng là chỉ ra trước mà ta. Hay rồi, làm lại cũng được, không sao. À, quên bỏ đồ ăn vào nữa. Để mình sẽ đi lấy đồ ăn và sẽ bỏ vào nha. Đồ ăn được rồi. Mình sẽ bỏ thử một con gà quay vào. Bỏ vài ba con gà quay vào. Là mình thử mà. Cần gì bỏ nhiều. Rồi, hồi nãy lỡ thay con gà quay là cái nút bấm, bây giờ mình sẽ thay cái nút bấm là con gà quay. Rồi, để đặt như vậy. Đây, bấm đi coi. Nó sẽ bay, đồ ăn nó sẽ bay từ phía nào nhỉ? Oh, sao là kỳ thế nhỉ? Kinh đấy. Mình đồ ăn rơi đâu nhờ. Nếu như cần thiết thì các bạn có thể làm cái lớp này cho luôn. Rồi, mình sẽ làm nữa. Mình sẽ lắp hết phần này luôn. Cần thiết thì các bạn có thể làm cái lớp này cho nha. Rồi, mình sẽ làm giống như này. Đặt cái mây trong cái này. Kiểu vậy thì nó sẽ hơi khó bóp nha. Các bạn để bên đây, đây là thiết kế mới của mình. Mình cũng tính làm giống như là những cái mà mình đã gặp trước, nhưng mà mình muốn làm cho các bạn coi thì mình sẽ làm một cái sáng tạo hơn. Rồi, đổi qua miếng sườn bò đi. Mình sẽ bỏ vào. Bỏ vào khoảng 38 miếng thôi. Rồi, cho thử nha. Yeah, được rồi. Và đã xong cái máy rồi, các bạn thấy thế nào? Rồi, hồi nãy mình có bận một chút việc, bây giờ mình sẽ quay lại tiếp tục nha. Chúng ta sẽ bắt đầu làm cái hồ bơi nha. Các bạn chuẩn bị cho mình khối đá lưu huỳnh. Cái này bạn nào đi địa ngục thì sẽ chắc sẽ dễ tìm được những cái khối đá này.
này ngọt đào thấy ok rất dễ tìm. Bạn nào muốn làm màu nhỏ hơn thì làm nha. Ở đây mình lấy cặp hơi bự rồi chắc mình cũng làm thôi, chờ một chút mình lỡ làm hơi bự. Chiều dài mình làm hơi bự nên là chiều rộng mình sẽ bớt lại. Làm chiều rộng hơi lớn nên là chiều dài hơi lớn nên là chiều rộng mình sẽ bớt lại. Rồi các bạn đã ra. Làm khó dữ chưa? Các bạn có thể làm trong nhà không nha. Được, với cái này các bạn đặt cho những khối đá này nó lên nha, nó sẽ bắn ra một cái lượng cái hơi nóng dạng kiểu như nướng lửa. Nó sẽ đặt cái này đây, các bạn lắp đầy hòn luôn nha, sau đó các bạn đổ nước vào lắp nước, các bạn cũng đổ đầy hòn luôn nha, như thế thì nó mới bắn đầy hơi lên được. Nhớ một điều kiêng kỵ là các bạn không được vi phạm vào, tức là không được đổ quá ít. Rồi bây giờ mình sẽ lắp vòng vòng nha, lắp vòng vòng cái hòn. Cái này các bạn có thể rủ bạn bè vào chơi cùng nha. Miwo là một trò chơi cộng đồng nên là chắc các bạn cũng quen với vài bạn rồi, nếu như các bạn cũng có chơi Miwo thì các bạn cứ rủ vào chơi nha. Tắm hồ nước nóng này đã biết mấy, mình đã từng rủ vài người vào rồi và họ nói phòng này cũng khá vui. Mấy cái phòng trước mình làm nó cũng có như vậy nhưng mà nó không đẹp bằng cái này. Thật sự là có lần mình làm không thành công luôn các bạn, nhưng mà không hiểu sao bữa nay ai nhập nữa. Thành công luôn rồi. Rồi nó bắn hơi lên như vậy rồi thì mình làm ở đây là các bạn làm thêm một tầng nữa để dễ nước nha. Làm thêm một tầng nữa, các bạn nhớ là bao nhiêu tầng cũng được nha. Nếu như mà các bạn thích hồ bơi sâu thì các bạn có thể làm nhiều một tí. Đây các bạn cho lên hai lớp cũng được không sao, cái diện hồ các bạn cho lên hai lớp cũng được không sao. Rồi bây giờ mình sẽ đổ nước vào nha. Rồi mình thì không, riêng bản thân mình không thích hồ quá sâu lắm nên là mình chỉ làm khoảng một hai lớp thôi. Còn về phần các bạn muốn làm sao các bạn làm. Dạ nếu như các bạn chơi sinh tồn mà không chuyển qua sáng tạo các bạn thì sẽ bị khó kiếm những cái vật liệu này. Nên là các bạn, nếu như bạn nào thích làm cái này thì bạn nên làm bên sáng tạo trước rồi bạn mới chuyển qua bên sinh tồn nha. Rồi dạ thế là xong. Khoan, nhưng mà phải làm thêm một cái cầu thang nữa. Mà cho mình sẽ đi tìm cầu thang. À cầu thang mình cũng làm của Bình Dương, làm của Bình Dương nữa đẹp rồi. Đây mình xem, đây sẽ là cái bước tiến nửa hòn ha. Đây mình đặt lóc ở đây, ở đây. À, các bạn cố gắng đừng có đặt cho cái lóc này xéo nha. Nếu mà đặt cho nó xéo thì cái cầu thang cũng coi như là không phải cái cầu thang cầu gì á. Bạn bè vào tấm chung. Và ok, nếu như các bạn thích video này hãy để lại cho mình một like share và subscribe, đồng thời chia sẻ
kênh của mình với những người bạn khác. Rồi, chào tạm biệt các bạn. À, quên nữa, các bạn nhớ cái này nha. Các bạn có thể làm theo kiểu vừa rồi của mình. À, đã rồi. Thôi, tạm biệt các bạn.